Chào mừng viewer thân thiết đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Với những anh em đang xem video, chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với những buổi đóng hàng tại kho. Thì nay trong một buổi sáng trời mát mẻ, các bạn hãy quay lại kho cùng mình để tiến hành đóng gói hai cây piano điện KS7S Bluetooth và KS1 trong buổi giao đàn về Tây Nguyên. Đây là khung cảnh phía bên trong kho hàng. Ngoài Kidman, Minh Phụng còn cung cấp các dòng đàn piano điện hiện đại nhỏ gọn với nhiều ưu đãi trong tháng 10 này từ chính hãng Atasia, kèm vô số cây organ SV800 dành cho mọi dân chơi. Phía trên cao là những mẫu organ của nhà Yamaha. Đầu tiên, KS1 sẽ được hai bạn nhân viên bắt đầu quấn nylon bảo vệ thành nhiều lớp để tránh ẩm ướt và va đập trong quá trình vận chuyển. KS1 hiện đang có giá bán là 11 triệu với nhiều điểm nổi bật về chức năng như là metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, twin nova để trộn tiếng, chance bow tăng giảm tông cùng với 20 bài nhạc được cài sẵn. Giờ đến cây KS7S thôi. Với cây đàn này thì team cũng sẽ tiến hành tương tự như khi quấn đàn với KS1. Giờ đây, các bạn hãy tập trung vào siêu phẩm piano điện thế hệ mới đến từ nhà Kidman KS7S nhé. Đàn đang được bán với giá vô cùng hấp dẫn chỉ 19 triệu mà vẫn giữ những tính năng đã rất thành công trên KS7. Thì nay được nâng cấp thêm nhiều cải tiến về mặt công nghệ với bàn phím cảm ứng lực nhấn, 192 polyphony và 30 voice, đa dạng thư viện âm nhạc với 100 bài nhạc được cài sẵn, đặc biệt là tính năng MIDI Bluetooth kết nối không dây. Nếu các bạn có quan tâm hoặc cần thêm thông tin về hai mẫu đàn này, hãy vào website Minh Phụng và gõ từ khóa tên sản phẩm để tham khảo nhé. Sẽ đến rồi, hai bạn nhân viên đang chất hai cây lên xe đẩy hàng để nhanh chóng ra xe giao đến khách hàng xa. Xe tải đang từ từ lui vào, được sự giúp đỡ nhiệt tình của bác tài xế, đàn đã lên xe thành công và khởi hành, đã tới nhà xe vận chuyển xa cho khách hàng tại Kon Tum, Đắk Lắk. Xe lăn bánh vào bãi hàng, tài xế lái lần nữa cùng mình và nhân viên bãi cẩn thận tỉ mỉ mang hai cây đàn xuống để tiến hành làm thủ tục và vận chuyển. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong chuyến đi ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin chi tiết về cây piano này hoặc bất cứ mẫu đàn nào do công ty mình phân phối, hãy để lại comment. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho những chuyến đi mới của tụi mình. Nếu cần tư vấn, hãy liên hệ qua hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại.